Chào mừng các bạn quay trở lại với series Phim này không hay nhưng tôi sẽ cố làm nó hay, hay còn gọi là... Đây là The Lake, phim mở đầu bằng câu chuyện về những ngày mưa tại làng Bương Can. Có bà vợ kể cho chồng nghe tin đồn rằng dưới sông tồn tại một sinh vật khổng lồ. Vài người bảo là đã thấy nó kéo một con chó xuống nước. Vì bà già ít thôi, cứ nghe mấy thằng đi Exciter kể chuyện. Ông chồng quát bà vợ vào ngủ, còn mình thì lên đồ để đi bắt ếch. Trời mưa tầm tã, người đàn ông cosplay rắc ngư ông không hề để ý một sinh vật gì đó đang từ từ tiến tới gần. Khi ông nhận ra thì nó đã đứng ngay trước mặt. Bà vợ ở trong nhà thì thấy bất an, chạy vội ra bờ sông chỉ thấy chiếc áo mưa của ông chồng. Một đêm khác, có ba thanh niên tìm được một quả trứng vịt lộn khổng lồ, chưa kịp đem về xảo me thì sinh vật kỳ dị kia lại xuất hiện. Đó là những câu chuyện lưu truyền trong làng Bương Can. Con người luôn là vậy, sợ thứ gì đó khác với chúng ta, sợ những gì chưa biết. Tôi thì sợ rằng bạn chưa vào group Phim này hay phết, nơi để bàn luận, chém gió, thậm chí là tranh luận về phim ảnh và vui nhất là trêu mấy đứa sitting đinh. Cùng với đó thì đợt này chúng tôi đã triển khai lại các shop trùng cuối trùng figure, nơi bạn có thể tìm cho mình những bộ long bào với cái giá của 1/4 bát phở, như là phở bò bao nhiêu 1 triệu nhé. Link group cũng như link mua hàng trong phần mô tả và bình luận. Nhiều năm về sau, chúng ta đến với James hay là James nếu bạn là người học tiếng Latin, một thanh tra cảnh sát. Ở đây với nhiệm vụ ấn F để interact với tất cả mọi thứ và mua cà phê cho đồng đội. Hỗ trợ anh là trợ lý thanh tra, Aku Everytime, bố đen vâu, chuyên gánh kèo. Cảnh sát mới nhận được tin là có ai đó đã chơi cá sấu lên bờ với một sinh vật lạ. James hay là James nếu bạn là người Latin cùng trợ lý tới hiện trường. Một người sống, hai người không. Tạm bỏ qua hiện trường vụ án cùng mấy vết máu nhìn giả chân vờ lờ thì chúng ta trở lại làng Bương Can, gặp gỡ cô bé Mày. Mày bị đánh thức bởi chị gái Lin. Mày và Lin. Lin bảo con em là đi gọi anh trai đi có ăn sáng. Đây là anh trai của hai đứa, Kang, người được ôm Maxi đi ngủ. Trước khi về ăn sáng thì cả hai dẫn nhau đi tìm bố. Bố chẳng thấy đâu nhưng mà May thấy một dấu chân kỳ lạ. Đi theo thì lại nhặt được một quả trứng vịt lộn khổng lồ, đem về cho Lin xem. Lin phản đối gay gắt, bắt con em trả quả trứng về ngay chỗ cũ. Mày nghĩ ở trong đấy có gì hả con điên? Dùng trắng mắt xanh à? Kang bảo là thôi để em nó giữ quả trứng, anh đi mua me với rau răm về sao. Nhưng mà Lin vẫn không cho, tại vì hôm nay là đầu tháng, ăn cái này nó bị đen. Thế là May dỗi, bỏ quả trứng lên xe và chở đi, trong khi bị một lão già nhìn bằng một ánh mắt kỳ lạ. May đem quả trứng ra bờ sông, quả trứng rung rung, May vuốt vuốt, con quái ở gần lặn lặn. Một lúc sau Lin và Kang đi tìm May nhưng mà chỉ thấy một chiếc dép của cô bé trôi dưới sông. Trong khi Kang nhảy xuống định vớt chiếc dép thì anh bị tấn công bởi một sinh vật kỳ lạ. Hai người lần đầu diện kiến Godzilla Thái Lan, aka quái vật sông Mekong. Tôi sẽ gọi tắt là Thái Công để cho nó gọn. Kang thoát khỏi nanh vuốt của Thái Công, trèo lên bờ rồi cùng Lin bỏ chạy. Chạy ngay tới ruộng của mấy bác nông dân. Con quái có tốc độ tỷ lệ nghịch với chi phí làm phim, tức là nó nhanh vãi cả bìu. Đi tới đâu quật người tới đó. Thật nó quật thôi nhá, chứ không thấy tí máu ra phun ra cả. Kang thì bị quắn một phát qua Bluetooth hay là cái gì đấy. Bằng cách thí hết người trong làng thì hai anh em chạy được ra đường lớn, xin đi nhờ tới bệnh viện. Vết thương của Kang nhanh chóng được các bác sĩ khâu lại. Lin thì được đưa qua phòng khác. Ôi không, em có bị thương ở đâu không? Bro, thật luôn đấy, bà nhìn đống máu trên đầu tôi đi. Mãi mới có người lau vết máu cho cô. Lau 4 lượt vẫn chưa sạch. Băng bó xong trông máu còn nhiều hơn trước. Xong rồi còn trái được phát cho cái áo mà thầy. Ô, bệnh viện công. Cảnh sát nhận thông tin thì nhanh chóng tới bệnh viện để nghe lời khai của Lin. Lin vừa kể mặt vừa cảm xúc, nhưng mà cảnh sát thấy không thuyết phục lắm. Trở lại với thanh tra James hoặc là James nếu bạn là người Latin. Thanh niên vào quán order 2 cốc cà phê đen rồi đi hẹn hò với vợ tại nghĩa trang. James hoặc James nếu bạn là người Latin vừa tâm sự về cô con gái bướng bỉnh, vừa nhắm tí đồ cúng. Bỗng anh nhận một tin khẩn cấp, xuất hiện một con quái vật đang làm loạn trong thành phố. Khẩn cấp đến mấy thì cũng phải đợi anh đi đổi đạo cụ, mà rõ ràng là trước đấy cà phê đựng trong túi thôi mà cảnh này lại thấy đựng trong cốc à. Tóm lại là khi James hoặc là James nếu bạn là người Latin tới hiện trường thì vài người đã bị giết. James hoặc là James nếu bạn là người Latin lại đi loanh quanh sờ vào mọi chất nhầy mình nhìn thấy. Rất may đây không phải là phim Ấn Độ, tại vì ngay sau đó là giờ ăn trưa. James hay là James nếu bạn là người Latin và anh trợ lý ngồi thảo luận xem con quái vật mọi người nhắc tới là con gì. Con gì giống con cá, gai mọc trên đầu, có đuôi dài và có cả chân. Vaporeon. Tôi nghĩ anh nên tránh xa Rue 34 ra. Đồn cảnh sát gọi tới thông qua bộ đàm, nhận tin quái vật lại xuất hiện. James tới hiện trường thì đã có thương vong. Lão cảnh sát trưởng nhìn James như thể là anh và đĩa cơm 70 bạt là người có lỗi trong cái chuyện này. Họ bàn chiến lược. Cảnh sát trưởng đánh dấu những nơi từng ghi nhận con quái vật xuất hiện. Này, anh có thấy cái mảnh đất kia không? Mảnh đấy là của chú tôi, Đông Tứ Trạch, view sông, đang giá 4 tỷ chưa ai mua. Trật tự. Vấn đề khá nghiêm trọng vì cảnh sát tìm thấy tận 2 kích cỡ dấu chân quái vật, khả năng cao là có nhiều hơn một con. Với việc đã sờ vào tất cả chất nhầy con quái vật bỏ lại trên bờ, James hay James nếu bạn là người Latin kết luận là nó chuyên đi săn mồi bằng đường sông. Cảnh sát trưởng tin vào lời của James hay là khoanh vùng được 2 địa điểm khả năng cao là con quái vật sẽ tấn công. Cảnh sát chia làm 2 đội, tất cả xuất phát. Nhưng mà James hay James nếu bạn là người Latin chưa vội vì còn phải đến trường của con gái anh.
Đây là Pam, đương kim vô địch giải đấu vật được tổ chức trong giờ ra chơi, nên là cô bé bị đình chỉ. James chẳng hiểu sao con gái lại tự nhiên bướng đến thế. Anh nghi là do mẹ con bé mất, nhưng Pam bảo là do mẹ bạn trai bắt chia tay. Tức quá, James dẫn con gái đi làm luôn. Về sau thì ta mới biết đây là quyết định đần thứ hai của James, hay là James nếu bạn là người Latin, chỉ đứng sau việc đồng ý đóng cái phim này. Tại bệnh viện mà Kang đang chữa trị, chúng ta được giới thiệu tới một kỹ sư địa chất người Trung Quốc. Ở đây vì anh này đẹp trai, bên cạnh là người yêu của anh kỹ sư. Ở đây cũng vì anh này đẹp trai. Sau một cơn mê mang thấy vài viễn cảnh thì Kang tỉnh dậy. Phim bật nhạc kịch tính để Lin đi gọi bác sĩ vì lý do gì đó. Hai ông bà kỹ sư cũng tới hóng hớt vì lý do gì đó. Cổ họng Kang bị tổn thương khiến anh không nói được. Thấy anh trai cũng khá là quyến trạng à, thì Lin bật khóc khi nhớ ra mày vẫn mất tích. Còn ông bố của mấy đứa đâu thì chả có ai còn quan tâm nữa. Trong khi soi gương, Kang dở ra vết thương, sờ vào chất nhầy thì góc nhìn biến thành góc nhìn của Thái Công. Kang nhận ra là mình đã kết nối với con quái, tại vì chắc là nước bọt gắn kết con người với nhau. Anh viết ra giấy dòng chữ mình biết con quái ở đâu và đưa cho Lin xem, rồi cả hai trốn viện. Kang sau đó dẫn đầu đoàn người đi tìm con quái. Anh chỉ ra được vị trí của nó trong một nhà dân. Mọi người bắt đầu ném molotov vào, lùa được Thái Công ra và bao vây nó. Lưới được quăng, người dân thi nhau cầm gậy chọc lấy chọc để. Thấy cơ thể anh mình phản ứng dữ dội, Lin tự hiểu ra cơ thể Kang kết nối với con quái vật và xin mọi người dừng tay. Cảnh sát trưởng xiên luôn con quái phát để kiểm chứng. Cuối cùng con quái bị quẳng lên xe. Bên đội còn lại, mấy anh cảnh sát tìm ra quả trứng vịt lộn bên sông, cùng với đó là cô bé May. James đã tới hiện trường đưa cho Pam cái bộ đàm rồi mới cùng anh trợ lý rời xe. Rõ ràng nãy lên xe còn cầm cái ô, giờ hai bố quyết định dầm mưa cho nó dễ ốm. James lại đeo găng rồi sờ hết thứ này đến thứ kia, cuối cùng đưa cả cô bé May và quả trứng vịt lộn lên xe. Đằng trước là một quả trứng khủng long, đằng sau là một cô bé bị PTSD. James quyết định đây là lúc để nói về vấn đề gia đình. Anh biết thực ra là Pam chả có bạn trai đâu, vấn đề nằm ở chính anh. Anh quá chú tâm vào công việc đến nỗi bỏ bê gia đình. Pam dường như cho rằng đó là lý do mẹ cô chết. Lời qua tiếng lại vài câu thì Thái Công cha xuất hiện. Và như các cụ đã nói, công cha như núi Thái Sơn, tức là con quái vật to vãi cả to. James ra khỏi xe thì cả đội đã chạy trốn hoặc là bị giết off screen cho đỡ tốn chi phí. Chỉ còn lại mỗi ông trợ lý. Con quái thì quá to, cả hai trái biết phải làm gì. Công cha tiến tới tiếp cận xe của James. James thông qua bộ đàm nhắc cô con gái là ở yên đó, quả trứng rung rung. James hay James nếu bạn là người Latin thấy không ổn rồi, cầm lục bắn công cha 5 phát thu hút sự chú ý. Sau nhảy xuống sông mất tích luôn. Bên trong xe, May sờ quả trứng, bro tưởng mình là mẹ rồng for real. Và điều tồi tệ nhất mà một con bò sát khổng lồ có thể làm đã xảy ra. Công cha mở được cửa kính ghế trước, Pam treo lên để đóng cái cửa lại, bị công cha đập vỡ kính bắn vào mặt. Anh trợ lý lấy từ xe một cái gì đó trông như phích nước nhà tôi, thả xuống gần chỗ con quái vật, bắn phát súng khiến chiếc bình phát nổ. Thấy chưa đủ, anh lôi ra cái phích nước thứ hai, nhưng mà con quái đã chú ý. Nhận ra là lương mình quá thấp để gánh cái kèo này, anh trợ lý lùi lại trong xe. Công cha quay lại chỗ Pam, móc được quả trứng vịt độn ra ngoài. Pam cũng ngựa ngựa nhảy ra khỏi xe. Pha này thì chỉ có hai trường hợp, một là Pam ngu, hai là Pam định thí con bé trong xe, nhưng mà vẫn ngu. Pam bị công cha tấn công, người bố đáng tin sau khi lặn mất 3 phút rưỡi đã quay trở lại, chứng kiến cảnh con gái bị quái vật bắt lấy. James hay là James nếu bạn là người nói tiếng Anh nhanh trí bắn cái phích nước, nhưng mà trượt 2 phát. Bro, ông có thực sự là cảnh sát không đấy? Phát thứ 3, phích nước phát nổ, con quái không chết nhưng mà cũng phải buông Pam ra. Công cha và James nhìn nhau. May thì như kiểu là đang trên chuyến xe cuối cùng về nhà sau khi thằng bạn trai 7 năm chia tay con bé để sang Đức du học và cặp bồ với một cô nàng tóc vàng GPA 9 chấm. Sau đó thì công cha bị James Triangle Method bỏ đi mà không thèm đem theo quả trứng luôn. Nó đi đâu? Nó đang đi tìm con của nó, đứa mà vẫn đang bị người dân đòi giết. Sau khi James và đứa con gái lên xe cấp cứu, anh gọi báo cho cảnh sát trưởng sơ tán mọi người. Nhìn cơ thể cô con gái dính đầy máu, James choàng cho cô con gái cái áo kháng sát thương băng, đưa cho cô cả dây chuyền tăng 15% hiệu quả hồi phục. Cơ mà như thế là không đủ. Cảnh sát vẫn đang cố di tản người dân, đi đầu lái tàu vô tình lại là con gái của cảnh sát trưởng, được bổ nhiệm theo đúng quy trình. Công tác sơ tán thì không ngon nghẻ lắm, tại vì trời mưa đường tắc, con quái thì đã đuổi tới nơi. Những cái tình huống như này thì sẽ có hai kiểu người, một là cong đít lên mà chạy, hai là ngồi xuống khấn thần. Cơ mà bất ngờ là công cha chả giết ai cả. Cặp đôi kỹ sư địa chất nhận ra là con quái đang phát ra âm thanh để tìm con, đấy mới là mục tiêu của nó. Báo nhanh cho cảnh sát trưởng, ông lệnh cho mọi người tránh xa cái xe chở Thái Công, nhưng mà Kang lại quyết định ở lại chở Thái Công theo để dụ công cha ra khỏi thành phố. Sáng hôm sau, mọi người đã an toàn. Lin gặp lại cô em gái May. Nhà báo tới phỏng vấn cảnh sát về các đoạn ghi hình quái vật được đăng trên mạng. Cảnh sát bảo là đấy là trailer GTA 6 thôi. James hay James nếu bạn nói tiếng Anh phản đối việc che giấu sự thật. Nhưng mà cảnh sát trưởng sợ mọi người tổ chức trên Monster Hunter tại Bương Can, nên là James sẽ gửi trả phù hiệu rồi quay bước đi. Những người sống sót của Bương Can thì quay về sửa sang nhà cửa. 5 năm sau, James tới tâm sự với một trụ trì về những gì anh đã làm trong suốt khoảng thời gian qua, là stalk của nữ sinh cấp 2 full time. James theo dõi May mỗi ngày, từ lúc tới trường cho tới khi tan học, kể cả lúc cô bé về nhà cho tới đêm.
Dần dần, James phát hiện ra người dân Bương Can có nghi lễ thả nến và hương xuống sông để làm cái gì đó, thậm chí thấy cả mây đem dê cho Thái Công ăn và vuốt ve nó. James hay James, nếu bạn là người Latin muốn trả thù cho con gái, thế là anh tới bắt may, gọi Thái Công ra mặt. Thái Công ra mặt thật, nó tấn công James nhưng bị dí cho tí lửa vào mồm. May bảo nó chạy ngay đi, trước khi... Đen cho Thái Công là James hay James, nếu bạn là người Latin đã cài sẵn bom. James kích nổ quả thứ hai khiến con quái vật nhận quá là sát thương. Sau đó thì James rút từ đít ra khẩu súng, mày chạy tới bên cạnh Thái Công, công cha cũng tới. Khoảnh khắc đó, James nhận ra chúng sinh đều bình đẳng, kể cả con quái vật cũng chỉ làm theo bản năng để bảo vệ gia đình nó. James hay James, nếu bạn là người Latin quay đi, định tự sát nhưng mà lại thôi. Để tìm lại sự bình yên trong tâm trí, James quyết định trở thành YouTuber, lên đường đi tìm Thái Công để làm clip nguồn gốc nhân vật. Cô bé May chỉ James tới một ngọn núi, tiến sâu vào. James tìm thấy chiếc áo dính máu của Kang cùng với vài pho tượng Phật, bên cạnh là những bức vẽ miêu tả nguồn gốc của Thái Công. Nến tắt, công cha xuất hiện. Ở bên đây, sau khi dẫn James đi tìm con quái, May bắt đầu nôn ọe, cứ tưởng là cô bé ốm nghén, nhưng may có hai cô nôn ra vài con cá thôi. Và đó là kết thúc của The Lake, quái vật sông Mekong. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.